Vào buổi sáng ngày hôm nay, Nước Nga thả bom thêm những khu chung cư ở bên kia. Họ tấn công vô những người dân để cho thành phố này chịu thua và làm như vậy để bắt buộc chính phủ ở đây đầu hàng. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua, nước Nga tấn công xung quanh ở thủ đô kia. Nhiều nhà cửa ở bên đây nó bị hư hại giống như vậy. Trong lúc này, Nga đang đi vòng 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 xung quanh thủ đô của bên Ukraine, bắn túa xua vào trong đó bà barber người sống ở chỗ này cũng là người tình nguyện ra đây giúp đỡ bà ta nói vào buổi sáng khoảng chừng 8 giờ sáng họ đã tấn công tới đây nga đã thả bom xuống cái khu ở chỗ này bốn lần rồi nước nga hình như đang tính toán một cái gì đó họ muốn nắm hai cái chỗ lớn ở đây một là nằm về hướng bắc ở khi chỗ khác là nằm về hướng đông nước nga đang cố gắng chiếm hai chỗ này trong lúc này lính của bên ukraine không có cho nước nga làm như vậy Ngày hôm qua, lính của Diêu Quang đã chiếm lại một trong những thành phố. Và họ bắn liên tục làm nước Nga hư hại rất là nhiều. Theo người chức trách của Hoa Kỳ nói cho biết, hiện tại ngay bây giờ nước Nga đã hư hại và mất đi khoảng 10% sức mạnh của bên Nga. Nước Nga tính toán tấn công qua bên Ukraine, chiến đấu rất là nhanh, thắng rất là mau. Lính trắng của bên Nga thiếu xăng, thiếu đồ ăn, thiếu luôn những quần áo bằng cho ấm có một số lính tráng của bên Nga cả luôn bị lạnh quá, đứt tay chân. Trong lúc này, người dân của Ukraine rất là xung độ tiến tới. Những người chơi nhạc đứng đó chơi nhạc cho những người dân làm việc lấy những bao cát bỏ lên trên xe đây là họ đưa những bao cát tới nhiều chỗ khác nhau để lỡ nước nga có tấn công vào thì họ có để chống đỡ họ sửa soạn ở chỗ này tại vì họ nhìn thấy những gì xảy ra ở ngay thành phố không có xa đây cho lắm đó là Mariupol chỗ đó bị hư trầm trọng nước Nga bao dây xung quanh thành phố ở đó và tấn công liên tục vô trong thành phố. Nước Nga dùng tàu bắn từ bên ngoài vô trong thành phố, dùng quả tiễn bắn vô bên trong thành phố. Theo ông Tổng thống của Ukraine báo cho biết, có khoảng chừng 100.000 người Ukraine đang bị kẹt ở ngay thành phố Melobol này. Đó là một phần ba của những người ở bên Ukraine. Và ông đổi thừa nước Nga tấn công vô những người dân ở chỗ này. Và không cho người dân rời khỏi ở thành phố ở đây.